Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ review cho mọi người biết được là cây bơ khi nó ra hoa thì sẽ như thế nào nhé mọi người. Thì thực tế thì các bạn ở nông thôn thì các bạn ấy biết cây bơ, hoa của cây bơ nó như thế nào, đúng không ạ? Nhưng nhiều bạn ở thành phố ấy, khi mà ăn trái bơ thì chắc chắn là nhiều bạn không biết được là biết cây bơ nó như thế nào và bông hoa của nó sao. Thì hôm nay mình sẽ review cho mọi người về những cây bơ. Đây gọi là bơ búp mọi người nhé, đang ra hoa này. Đó. Thế thì để mà nó ra hoa ấy, thì cái bơ búp này nó sẽ trút hết lá như thế này mọi người nhé. Đó, rất là hay. Đây là cây bơ búp của nhà mình này. Đó. Khi ra hoa thì nó trút hết lá đi và nó chỉ có hoa không như thế này thôi mọi người nhé. Nhìn cây bơ búp thì nó nhỏ thôi, tuy nhiên là rất là nhiều hoa. Đó. Thì đặc tính của cây bơ búp thì mọi người biết rồi, khi nó chín thì để được rất là lâu và ăn thì cũng rất là thơm, béo và ngậy. Thì những năm gần đây ấy, thì cây bơ búp ấy, nó mất giá cho nên là người trồng, những người nông dân ấy cũng phá bỏ rất là nhiều. Đó. Tuy nhiên nhà mình trồng ở đây là chỉ để ăn thôi, cho nên là nhà mình trồng ít mấy cây thôi. Đây là toàn cảnh của cây bơ đầu tiên ở nhà mình nhá, cây bơ búp ở đầu tiên nhà mình này. Đó, mọi người xem này. Đó. Thực ra thì những cái bạn mà ở nông thôn thì không lạ nữa đâu. Nhưng mà mình muốn review ở đây để giới thiệu với lại những cái bạn mà chắc chắn là nhiều bạn cũng ở thành phố sinh ra thì không có đất như chúng mình để trồng những cái cây như thế này. Cho nên là mình muốn review cho mọi người. Đó. Đây là cây đầu tiên nhá. Còn đây là cây thứ hai ở trong vườn nhà mình mọi người ạ. Đó, nó cũng trút hết lá như thế này và nó ra hoa rất là nhiều. Và cây bơ này... thì nó có một cái màu vàng nhẹ rất là đẹp. Đó. Khi nó ra hoa hết như thế này ấy thì ở nhìn phía xa nó rất là đẹp mọi người nhé. Chỉ có một màu vàng thôi. Đó, mọi người quan sát này. Mời mọi người xem nha. Thì như năm ngoái thì một cây này của nhà mình ấy cũng được rất là nhiều quả nhá. Đó, rất là nhiều quả. Thì mọi người xem này. Đó. Nhìn cái hoa của nó rất là hay, đúng không ạ? Nhìn xa rất là đẹp. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình trong thời gian qua. Và nếu mọi người thấy hay, thấy hữu ích thì xin mọi người cho mình một like và một chia sẻ kênh. Đồng thời cho mình một đăng ký nhé. Đấy, mình rất muốn review cho mọi người về cái cuộc sống của mình. Một cô giáo vừa đi dạy lại vừa làm nông. Đấy, những thứ xung quanh mình cảm thấy nó rất là đẹp, rất là hay và rất là ý nghĩa. Do vậy cho nên là mình muốn chia sẻ đến tất cả mọi người về cái cuộc sống thường ngày của mình. Rất mong mọi người ủng hộ và ủng hộ mình hơn nữa trong thời gian tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau nha.